Tiếp theo đến mẫu chuyện 48, một câu phỏng vấn. Vào năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy đang lưu trú tại chiến khu miền Đông cùng anh em chiến sĩ kháng Pháp. Sau khi các báo chí đăng tin, Ngài đã nhận tham dự vào Ủy ban Hành chánh Nam Bộ với chức vụ ủy viên đặc biệt và lời tuyên bố vì sao tôi phải tham chánh. Bây giờ dư luận quần chúng xôn xao, nhất là giới báo chí, họ nghĩ rằng một giáo chủ của tông phái Phật giáo, tại sao ông không đứng trong cương vị tu hành mà lại đặt chân vào môi trường quân chính? Hơn nữa, nhà tu mà vào sống cảnh bưng bì nơi đồng khô rừng rậm, đĩa dắt sình lầy, biết rồi đây, ông có giữ vững lập trường hành đạo không? Do đó, nhóm ký giả báo chí muốn tìm hiểu về đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, họ cử ký giả Hồ Quyên, một ký giả có tầm cỡ, đại diện cho nhóm báo chí vào chiến khu phỏng vấn Đức Thầy. Cuộc phỏng vấn gồm 6 câu hỏi, đã có đăng trong báo chí Nam Kỳ ngày 29 tháng 11 năm 1946 và đã kết tập trong Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Ở đây chúng tôi xin đề cập một câu hỏi chót trong 6 câu hỏi kể trên. Ký giả Hồng Quyên hỏi: trước khi từ giả, xin ông cho biết đời sống ở bưng biển có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Đức Thầy vui vẻ đáp: với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Chứ những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Trích trong Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Phụ bài: qua câu hỏi của ký giả Hồ Quyên và lời giải đáp của Đức Thầy, chúng ta có thể tìm ra một vài nhận xét. Trước nhất là về câu hỏi của nhóm ký giả. Bởi thói thường, người ta quan niệm nếu nhà tu thì phải tách rời thế tục, lách mình vào núi non rừng thẳm hoặc nơi u nhà tịch mịch, không còn thiết đến việc đời. Mọi sự, mọi việc đều có Phật tử lo lắng đảm đang. Nay tại sao Đức Thầy lại dấn thân vào làng Tên Mũi Đà, gánh vác bao điều gian khổ? Thế thì sự hành đạo của Ngài ắt sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và giảm sút ý chí. Cho nên họ mới đặt ra câu hỏi, đời sống ở bưng biền có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Hiểu được tâm trạng của nhóm ký giả, Đức Thầy vui vẻ đáp: vế thứ nhất, với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Bởi lẽ một nhà tu như Đức Thầy, đối với ngoại cảnh, không bao giờ chi phối được lòng. Hồi ở thành thị, Ngài không cho đó là cao sang sung sướng, thì khi vào bưng biển, Ngài cũng không xem đấy là cực khổ gian lao. Lúc nào thân tâm Ngài cũng vẫn an nhiên mà thi hành công vụ. Cho nên Ngài mới nói, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Qua vế thứ hai của câu hỏi, Đức Giáo Chủ cho biết những đức tánh cao cả tốt lành là căn bản của nhà tu. Chính nó là bản chất của mọi sự việc. Nếu bản chất xấu ác thì ngôn ngữ, hành động và mọi hiện tượng bên ngoài cũng xấu ác theo. Bằng tâm tánh cao cả tốt đẹp thì việc làm, lời nói và mọi hiện tượng đều cao cả tốt lành. Vậy các đức tánh cao cả tốt đẹp ấy là gì? Theo ngôn hành của Đức Thầy, đó là những đức tánh từ bi, bác ái, dĩ đức, hảo sanh, khoan hồng, đại độ. Tuy tình thế đổ thay, chớ tấm lòng nhân chẳng đổi. Chính Đức Giáo Chủ đã đem các đức tánh đó áp dụng vào đời. Là môn đồ như chúng ta hiện giờ, nên noi theo gương hạnh của Ngài để thực hiện cho kỳ được. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lợi. Sau khi hành giả phát hiện được các đức tánh cao cả rồi, không nên dừng lại đó. Vì theo Nho giáo
thì đây chỉ mới được minh đức, chớ chưa tới chỗ tân dân. Còn theo Phật giáo thì mới được phần tự giác, chớ chưa tiến đến phần giác tha. Do đó Đức Thầy mới trả lời với kế tiếp: và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Điều này chính Đức Giáo Chủ và cả môn đồ của Ngài đã và đang thực hiện để đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ giác tha bằng cách đem đạo vào đời để hoàn thành những đức tánh cao cả tốt lành, nhằm mục đích cứu khổ sanh linh, bảo vệ đồng bào tổ quốc khi bị kẻ ngoài thống trị. Cũng như Thiền sư Ngô Chân Lưu vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10 là một chứng tích điển hình. Bây giờ ông đang ẩn tu nơi động Hương Tích. Vì đáp lời yêu cầu của vua Đinh Tiên Hoàng, ông rời khỏi Am Dân, mang trên mình sắc chỉ, khuôn phò đất Việt. Nhưng khi thi hành xong nhiệm vụ, ông lui về vị trí của nhà tu. Ngày nay, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng rứt áo cà sa khoác chiến bào, cũng xông nước trận tiền ngăn giặc mạnh, hầu để đem nguồn sống mới cho nhân loại, để tiên tiến lên cõi đại đồng. Nam mô A Di Đà Phật.